Vâng, cửa hàng em Thành đồ cổ đồ châu Âu. Xin chào thật các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cửa hàng em Thành ngày hôm nay. Vâng, ở đầu video ngày hôm nay, cửa hàng em Thành xin lên cho bác những cái mẫu đồng hồ tủ cây mà bên cửa hàng em Thành mới về các bác ạ. Có thể nhìn thấy trước mắt con đây là những cái mẫu đồng hồ tủ cây mà em Thành bên cửa em Thành đang có nhá. Những cái sản phẩm rất là đẹp như những chiếc đồng hồ kiểu dáng sừng trâu, tủ Mỹ, máy Đức các bác nhá. Con này thì khá là đẹp này các bạn này. Thùng khiếc rất là đẹp. Con này thì chơi 12 côn, 12 búa, chơi hai bản nhạc các bác nhá. Đây, một số sản phẩm bên cửa hàng em Thành đã giao lưu với các bác ở các tỉnh khác nhau. Và đặc biệt có những chiếc đồng hồ mà nhiều các bác không nghĩ tới, đó là một chiếc đồng hồ Verdes chơi bản kìa con bướm vàng các bác nhá. Chơi bản kìa con bướm vàng của nhà hãng Verdes, chơi trên nền tủ cây các bác nhá. Đấy, rất là hay luôn. Con này thì chiều cao nó lên đến 2m02 và chiều ngang của nó là 54, còn chiều sâu là 26 ạ, thùng gỗ vân. Đấy, rất là xuất sắc luôn. Các bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ. Con này chơi hai bản, một bản Westminster và bản kìa con bướm vàng. Hay có thể chuyển sang những chiếc đồng hồ tủ Mỹ này, dáng rất là đẹp này. Những chiếc đồng hồ của hãng Howard Mayer thôi nhá. Đấy, con này họa tiết đục chạm thì khá đẹp, gỗ là gỗ sồi thôi nhá. Gỗ là gỗ sồi. Sồi vàng. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, hai bên là hai hồi kính đây các bác. Phía dưới đây các bác nhá. Đây, con này thì đã giao lưu với một bác ở Cầu Rẽ Hà Lam rồi các bác nhá. Tạ lắc mặt đẹp các bác nhá. Đấy, con ba buồng này đã giao lưu và đang đi cho đi lau dầu các bác này. Đấy, nhiều các bác rất thích chơi những cái dòng tủ cây ba buồng này các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đây, và đặc biệt ngày hôm nay thì bên em mới về là một chiếc đồng hồ tủ cây các bác này. Con này thì hai bên cánh thùng là hai câu đối các bác nhé, hai câu đối dọc cánh thùng này các bác, rất là đẹp luôn. Đấy, kính mài mặt bên trên mặt vàng các bác nhé. Đấy, mặt đẹp xuất sắc luôn các bác. Đấy, mặt đẹp xuất sắc các bác nhé. Con này cũng chơi 12 côn 12 búa các bạn. 12 côn 12 búa các bác nhá. Mặt khá đẹp, mặt họa tiết cái này, mặt họa tiết này trên này. Mặt số lồi các bác nhá. Hãng như đây này các bác. Benic Valley Hausen các bác nhá. Bên trên là lịch tuần trăng các bác. Lịch tuần trăng của người Tây đấy các bác. Có cân gắn ngắt chuông đầy đủ. Đấy, chuyển bài. Ba bài hay sao đấy? Sit make wet và quit. Đấy, không biết phải ba bài không, mặt số lỗi các nhá. Thùng thiếc rất là đẹp. Quả lắc đây các bác. Đây, quả lắc vàng ươm thôi nhá. Giấy tờ về chủ cũ như là Vuvet Arulatric này con này, mấy cái ngày mua ngày 2 năm 1984. Malik đây không biết là tháng mấy đây con này, hay con nào giỏi tiếng Anh có thể dịch hộ em. Năm 1984 thì con này đã giao lưu được bán rồi các bác, rất là đẹp luôn. Hai bên là hai câu đối các bác nhá. Hai bên hai câu đối dọc cánh thùng. Phía dưới bên trên này. Con này giá khá là hợp lý thôi. Các nào quan tâm thì có thể liên hệ. Đây, rất là đẹp cửa đây này con này. Như ô cửa sổ các bạn. Đấy. Và đặc biệt ngày hôm nay em
muốn giao lưu đến các bác, đó là một sản phẩm cực kỳ đẹp ở bên cửa hàng em Thành mới về. Đó là một chiếc đồng hồ tủ Đức kiểu dáng đầu ông sư bác nhá. Đấy, kiểu dáng đầu ông sư cuốn khăn. Con này thì khá đẹp này bác này. Con này xuất sắc này bác này. Con này thì bên em đã cho lau dầu. Bây giờ các bác về chỉ việc, các bác mua về chỉ việc mang về chơi thôi các bạn. Đấy, họa tiết những cái dải hoa. Đấy, rất là xuất sắc luôn. Kiểu dáng đầu ông sư thôi nhá. Kính đây. Đấy, mặt miếc mặt rất là to phía dưới đây. Người ta còn thiết kế thêm những cái dải này, hoa bao canh quanh chiếc kính các bác nhá, bao quanh chiếc kính tạo lên một cái nét đẹp riêng. Đấy, kính là kính hình quả trứng các bác nhá, kính hình quả trứng được người ta mài bát các cạnh. Đấy, gỗ là gỗ sồi già. Đấy, phía dưới là một cái lẵng hoa các bác nhá, rất là đẹp. Đấy, gỗ sồi. Đặc biệt giữa con này dành cho bác nào thích chơi tủ Đức mà âm to âm hay các bác nhá, thì bác chơi dòng này này. Dòng này khá là cổ rồi, niên đại của nó khoảng trên 100 năm rồi nhá, trên 100 năm. Vẫn còn tem này này các bác. Tạ tiếp đây, nắp nếp này các bác nhá. Đấy, mặt số còn khá đẹp các bác. Mặt ánh tia, số là số lỗi các bác nhá, số lỗi. Yeah. Không để các bác chờ lâu thì mời các bác nghe qua âm thanh của chiếc đồng hồ tủ cây này. Chuông rất là hay, rất là ngân, rất là ngạ, rất là vang luôn các bạn. Chuông này cực kỳ hay. Đấy, mặt solo rất là đẹp. Chiều cao của con này lên đến 1m98 các bác nhé, 1m98. Chiều ngang lên đến 50 và chiều sâu lên đến 25 các bác nhé, chiều sâu lên đến 25 đấy các bác. Rất là đẹp luôn các bác. Kính dưới kính hình quả trứng kiểu dáng oval luôn nhá. Đấy, rất là đẹp, họa tiết đây. Đấy, mặt em sẽ đo qua các bác cái mặt nhá. Mặt khoảng mặt 30 thôi nhá, mặt 30. Đấy, mặt to 30. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, con này ngày hôm nay các bác nào quan tâm em sẽ giao lưu với các bác một cái giá cực kỳ tốt quá nhá, một cái giá cực kỳ tốt, đó là 31 triệu quá nhá, 31 triệu một chiếc đồng hồ tủ ông sư. Đấy, một chiếc đồng hồ tủ ông sư. Còn các bác nào quan tâm về cái máy của sản phẩm này thì các bác có thể liên hệ quá nhá, các bác có thể liên hệ em sẽ chụp máy cho các bác. Dòng máy Đức này thì vách nó cực kỳ dày các bạn, nó không như cái dòng tủ khác các bác nhá. Dòng tủ Đức này vách cực kỳ dày và chơi cực kỳ bền luôn. Đấy. Dòng này chơi cực bền. Dòng này liên đại nó khá là sâu tuổi thôi. Nó vẫn giữ được những cái vẻ đẹp. Con này thì các bác để trong nhà. Đấy, chơi rất là đẹp, để trong những chiếc nhà cổ rất là xuất sắc luôn. Các bác nào quan tâm có thể liên hệ cho em. Bên em thì có rất nhiều cái mẫu dòng tủ cây khác, như những chiếc đồng hồ tủ Mỹ, những chiếc đồng hồ tủ ba buồng tủ rượu. Đấy, những chiếc đồng hồ song tiện đây. Đấy, nếu các bác quan tâm cái mẫu mã nào thì có thể liên hệ. Thì tiếp theo em sẽ lên cho bác một số cái mẫu đồng hồ treo tường của nhá. Đấy, một chiếc đồng hồ tủ cây rất là xuất sắc luôn. Vâng, tiếp theo em xin lên cho bác một số những cái mẫu dòng treo tường mà bên cửa hàng em Thành mới về các bác ơi. Rất nhiều mẫu thùng đẹp, bác có thể nhìn thấy những chiếc đồng hồ di rốt thùng đục chạm bông rất là tinh xảo, rất là đẹp này, rất là dày đặc bông này các bác này. Con này các bác về lắp cho những chiếc đồng hồ Odo.
36 rất là xuất sắc đấy các bác. Bên cạnh đó những chiếc đồng hồ Odo 30, Odo 36, những chiếc đồng hồ VS thùng 4 bông của các này, thùng 4 bông, thùng to các bác nhé, thùng to cánh gập. Đấy, rất xuất sắc, mặt số đẹp xuất sắc luôn. Và những rất nhiều cái mẫu sản phẩm khác. Đấy. Thì đầu tiên em xin lên cho bác một chiếc đồng hồ Seiko các bác nhé. Một chiếc đồng hồ Seiko xuất xứ từ Pháp các bạn. Một chiếc đồng hồ Seiko xuất xứ từ Pháp. Thiết kế thùng là thùng gỗ sồi già các bác nhé. Đặc biệt con này bên trên là được người ta đục chạm những cái họa tiết đối xứng cũng nhé. Những cái họa tiết đối xứng này. Đấy, những cái họa tiết hoa lạt tây đây. Rất là đẹp luôn. Kính dưới là kính kim cương được người ta mài ghép coi nhá, mài ghép 5 mảnh vào nhau. Đấy, rất đẹp, thanh nẹp là những thanh nẹp chrome. Thùng rất là đẹp đấy các bác. Mặt bên trong coi nhá, mặt con này còn khá đẹp này các bác này. Còn khá đẹp các bác. Quả lắc đây, quả lắc chrome coi nhá. Chưa đánh gì, chưa đánh đâu các bác. Tay nắm cửa các bác này, tay nắm cửa. Đây, chơi củ côn. Là củ côn vàng các bác nhé, chơi củ côn Seiko vàng với 8 thanh côn đồng này các bác, 8 thanh côn đồng các bác nhé. Máy móc đây, máy vàng ươm các bác nhé, máy vàng ươm, máy đẹp xuất sắc luôn các bác này. Đây các bác nhìn này, ốc át chưa với vẫn mở luôn. Đấy, vẫn còn những cái đường chấm dầu bên tây đây các bác. Đấy, máy đẹp xuất sắc luôn. Ok, thùng khá đẹp đấy các bác, thùng hộp sồi, thùng mùi ngọt các bác nhá. Em xin đo kích thước. Kích thước 71 nhân 38 các bác nhá. Mã số 1, sản phẩm này ngày hôm nay giao lưu cho bác 7,5 triệu các bác nhá. 7,5 triệu một chiếc đồng hồ Seiko thùng to, thùng đẹp đấy các bác. Vâng. Tiếp theo em xin giới thiệu cho bác một chiếc đồng hồ Odo 30 các bác nhá. Thiết kế kiểu dáng là kính hình bông hoa được người ta mài vát các cạnh này các bác này. Thùng là thùng cánh gập các bác nhá, thùng cánh gập. Đấy, tay nắm cửa giọt lệ đấy các bác này, tay nắm cửa giọt lệ. Đấy, phía trên là kính phẳng, thùng là thùng gỗ sồi già các bác nhá. Đây mặt số các bác nhá, mặt số còn khá đẹp này, triện này các bác. Đấy, số rõ nét, viền chrome, quả lắc chrome. Ok, nhập máy các bác xem. Con này chơi củ côn là củ côn lòng má các bác nhá, với 6 thanh côn thép này các bác này. Con này đánh côn mượn. Các này, máy này triện triện Odo được này, đời máy 30 thôi nhá. Đó, máy đẹp. Đây, ok. Còn những cái được, tại sao các bác lại bảo là cái này nó tối hơn thôi nhá. Tại vì do thời tiết các bác, do thời tiết nên là bên này nó bị đổi màu các bác. Đấy, khi lau dầu khả năng đánh nó sẽ sạch các bác. Đây, em lau qua cũng... đây, bẩn thôi nhá. Ok. Đo kích thước. Kích thước 58 x 43 các bác nhá. Con mã số 2, sản phẩm này giao lưu cho 7,5 triệu. Giá quá tốt luôn. Tiếp theo, em xin lên cho các bác một chiếc đồng hồ Odo nhá. Một chiếc đồng hồ Odo 36 ạ, một chiếc đồng hồ Odo 36 thùng 4 bông. Đấy, thiết kế kiểu dáng thùng là thùng gỗ sồi vàng, kính dưới là kính rào 4 mảnh được người ta lắp dép ghép vào các nhá, và được người ta mài này các bác này, nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, kính trên là kính phẳng. Đấy, thùng gỗ sồi các nhá, thùng 4 bông các bác, thùng rất là đẹp.
Quả lắc đây các bạn, quả lắc đẹp xuất sắc các bạn. Đây. Đây, em sẽ nhấc máy. Đây, chơi củ côn là củ côn lòng máng các nhá. Với 8 thanh côn thép xanh dài gần chạm đáy thùng này. Máy đây các bác. Máy là đời máy vách cam thôi nhá. Đời máy vách cam triện 36 đây. Triện Odo. Đấy. Con này thì chuông khá là hay đấy các bác. Dòng 36 này là một trong những nữ hoàng âm thanh các bạn. Thì chuông rất là xuất sắc luôn. Mặt đẹp xuất sắc các bạn. Mặt các bạn. Quá tuyệt vời luôn. 71. Kích thước 71 nhân 33 các bạn nhá. Cái này các bác là quarter bị alo cho em nhá. Một chiếc đồng hồ Odo 36 thùng 4 bông các bác, rất là đẹp. Vâng. Tiếp theo em xin giới thiệu cho bác một chiếc đồng hồ Verdes các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Verdes thùng 4 bông các bác, thùng 4 bông gỗ các bác nhá, 4 bông gỗ. Rất là đẹp. Thùng hai bên là hai chiếc cột này các bác này, rất là to luôn. Đấy, to bằng hai đầu ngón tay em luôn này các bác này. Đấy, hai bên là hai chiếc cột. Đấy, thùng kiểu dáng thùng cánh gập các bác nhá, thùng cánh gập. Kính dưới là kính tráng thủy nha các bác nhá, kính tráng thủy hình miệng cười. Hai nền bạc và vàng các bác nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Quá đẹp luôn. Đấy, các bạn nhìn thùng này, thùng thùng to đấy các bác nhá. Thùng cực kỳ to, kính trên kính mo cong này các bác. Đấy. Mặt số là các bạn này, úi số. Mặt đẹp xuất sắc luôn các bác. Mặt số chrome, viền chrome và kim chrome, khóa lắc cũng chrome các bác nhá. Đây, chơi là cuộc chơi của côn chữ T với 8 thanh côn thép này các bác ạ. Máy móc đây nhá. Máy đẹp đấy các bác này, máy đẹp, đời máy 37. Logo thương hiệu Verdes đây. Quánh cả nhíp nó xò rồi mày, quánh cả nhíp nó xò rồi nhá. Chuồng khá là hay đấy các bác, ok. Con này dành cho bác nào chơi sâu này, giá trị nó khá là cao. Giá trị con này khá là cao đấy, thùng to mặt số lột. Thùng 4 bông thôi nhá. Thùng 53. Thùng 58 x 33 con này mã số 4. Con này các bạn nào quan tâm thì alo cho em. Rất là đẹp luôn, to đấy quá. Ok. Tiếp theo em xin giới thiệu cho các bác một chiếc đồng hồ. Vâng, một chiếc đồng hồ khả năng Kenji cổ các bác. Đây, khá đẹp đây các bác này. Đấy, mặt trên kính là kính mo cong này các bác này. Bên trên là một cái bông hoa các bác nhá. Đấy, viền đây. Đấy, hai bên là những cái phao chỉ. Đấy, bên trên mái người ta còn thiết kế những cái đường nét uốn lượn này các bạn này, rất là đẹp quá, rất là bắt mắt. Kính dưới là kính hình oval các bác nhá, kính hình oval được người ta mài ghép 5 mảnh vào nhau. Đấy, đáy hộp đấy các bạn, đáy hộp. Đây, mặt số đã có chút màu theo thời gian rồi các bạn này. Đấy, viền là viền đồng các bác nhá. Quả lắc đồng. Okay.
con này chơi là chơi củ côn đồng sáo nhá, củ côn đồng sáo với 4 thanh côn thép và 1 thanh côn đồng bạch. Máy đây các bạn này. Con máy con di thôi nhá. Máy di hay sao, di cổ các bạn. Di tộc cổ. Có tem cả tem kiểu tem thành tích ấy bác, tem thành tích. Cả logo thương hiệu Woodpecker rồi, GB cổ đấy các bác. Con này con GB cổ rồi các bác ạ. Ok. Có cái trước 78 nhân 34. Mã số 5, con này giao lưu cho bác 3,5 triệu con nhá. 3,5 triệu một chiếc đồng hồ GB cổ đấy bác. Ok. Tiếp theo em xin giới thiệu cho bác một chiếc đồng hồ Verdes các bác nhá, một chiếc đồng hồ Verdes kính kim cương. Đấy. Kính là kính rào đôi 4 6 7 mảnh các bác nhá, kính rào 7 mảnh. Những thanh rào là thanh rào chrome, kính là kính được người ta mài các bác nhá, kính mài. Đấy, phía trên đây, hai bên là hai cái họa tiết câu đối các bác nhá, hai họa tiết câu đối. Phía trên là một chiếc màu hoa này con này, kính đây. Con này có kính thôi nhá, con này kính phẳng, em chưa lắp. Đây. Mặt số khá đẹp này các bác này, mặt hai nền trong trắng bạc, ngoài ở mũi gà viền là viền chrome. Quả lắc chrome đẹp. Số chơi là chơi củ côn lòng máng sừng trâu quá nhá, một trong dòng củ côn hay của dòng Kenji đấy các bác. Đặc biệt con này chơi 8 gông thép dài gần chả máy thùng này các bác này, côn này côn 57 rồi, máy móc đấy nhá, đời máy VDS 42, máy cổ các bác này. Con này đã sợ khá là sâu tuổi rồi, đo cho bác cái côn. Đây các bác này, côn 57 các bác nhá, côn 57 đấy các bác, côn dài nhất của dòng VDS đấy. Côn dài mà hay nhất đấy. Và thích chơi âm thanh của chơi con này cũng khá là hay này. Thước 72 x 33. Con này giao lưu cho các bác 3,9 triệu thôi nhá. 3,9 triệu. Một chiếc đồng hồ Verdes. Vâng, rất là đẹp luôn. Vâng. Tiếp theo em xin giới thiệu cho bác một chiếc đồng hồ Zizung Han nhá. Một chiếc đồng hồ Zizung Han của người Đức các bạn. Con này thùng là thùng gỗ sồi vàng các bác ơi. Thùng gỗ sồi vàng, kính là kính rào 5 mảnh các bác nhá, kính rào 5 mảnh người ta mài ghép. Đấy, mặt đây. Mặt khá đẹp đấy các bác này. Mặt khá đẹp. Quả lắc đây. Côn này các bác nhá, chơi hủ côn hoa thị. Ai chà. Con này 10 côn 10 búa các bác ơi. 10 thanh côn thép xanh mướt mượt mượt này con này. Lời gì mũi tên luôn nhá. Đây, quánh nhíp nó so, không biết con này thì chơi bản nhạc gì đây. Chắc bản AV rồi các bạn. Con này các bạn nào quan tâm thì liên hệ nhá. Em chốc em phải test chuông nó chơi cái bản gì. 71 nhân 30 các bác ơi. Hàng vừa về quá. Này một mã số 7, này bác nào quan tâm thì alo.
Vâng, sản phẩm tiếp theo em xin giới thiệu cho bác một chiếc đồng hồ Zuza bác nhé. Một chiếc đồng hồ Zuza cánh gập thùng to bác nhé. Đấy. Đặc biệt ở bên trong người ta thiết kế những cái đường những chiếc cột này bác này ghép vào nhau rất là đẹp này bác này, tạo nên một như kiểu một khung tranh bác nhé, một khung tranh. Đấy, hai bên là hai cái họa tiết chùm nho và quả mắc ca rất là to đó này, rất là to luôn, to bằng cái bàn tay em luôn đây. Đấy, thiết kế thùng là thùng cánh gập cũng nhá, thùng cánh gập, thùng to, kính là kính tráng thủy trắng bác ơi. Đấy, mặt trên đây viền tay nắm cửa đây các bác ơi. Đấy, phía trên này màu này rất đẹp luôn, con này dành cho bác là siêu tầm này. Đấy, thùng cực kỳ to luôn. Đấy, mặt số bác nhá, mặt là mặt số lỗi các bác này, mặt số lỗi hai nền trong trắng bạc, ngoài là màu mỡ gà các bác nhá. Mặt số lỗi chrome chân cài, kim chrome, viền chrome và quả lắc cũng chrome các bác nhá. Đây, chơi của côn là của côn chữ T với 8 thanh côn thép các bác, 8 thanh côn thép. Máy móc đây, máy đẹp xuất sắc các bác nhá. Máy đẹp xuất sắc make in phanh. Đấy, một chiếc đồng hồ Zuza đấy các bác. Đấy, ok. Mã số 8 con này các bác nào quan tâm thì alo cho em. Vâng, tiếp theo em xin giới thiệu cho bác một chiếc đồng hồ Kenzo nhé. Vâng, một chiếc đồng hồ Kenzo của người Đức các bạn. Đấy, thiết kế kiểu dáng là kính rào 5 mảnh hình cửa nhà thờ đó nhá, hình kiểu dáng cửa nhà thờ. Đấy. Mặt đây, mặt trên là kính phẳng đó nhá. Gỗ là gỗ sồi già. Đấy, mặt số đây, mặt số đẹp xuất sắc. Quả lắc hai lòng. Đồng đó nhá. Đây, chơi của côn là của côn chữ của côn Kenzo với 8 thanh côn thép xanh dài gần chạm đáy thùng. Máy móc đây, logo hiệu Kenzo các nhá. Đấy, máy vàng, ốc áp đây, chưa vết vằn mờ. Con này khá là cổ rồi. Kích thước 66 nhân 32 các nhá. Mã số 9 con này giao lưu cho các bác 3,8 triệu thôi nhá. 3,8 triệu. Vâng. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu qua bác một chiếc đồng hồ Zhihan mặt men 20 thôi nhá. Một chiếc đồng hồ Zhihan mặt men 20 này các bác. Kính là kính rào 6 mảnh các bác này. Rào những thanh rào gỗ thôi nhá. Đáy hộp này. Đấy, mặt trên là mặt kính cong thôi nhá. Bên trên thì có một cái họa tiết, hai bên là những cái bó chỉ dọc cánh thùng. Đây, mặt men là mặt men 20 này các bác này, mặt men 20 dòng mặt to nhất luôn. Cái dòng này mặt này rất là giá trị này. Bên ngoài nó bán dao động khoảng 10 triệu cho đến 15 triệu một cái mặt men là như thế này các bác nhá. Đây, quả lắc đây. Quả lắc ảnh tia rất là đẹp. Đây, con này thì dành bác nào thích chơi những cái dòng mặt men này các bác này, siêu tầm những cái dòng mặt men. Đây, chiếc củ côn này các bác nhá, với 5 thanh côn thép. Máy móc đây. Đời máy cối xay các bác nhá. Máy là máy vách, là máy vách nắp kê vàng các bác nhá, nắp kê vàng. Đấy, máy nắp kê vàng các bác này. Đấy, dòng kiểu dòng cao cấp đấy các bác, dòng cao cấp của Zhihan. Logo đời máy cối xay. Ok. Con này khá đẹp này. Đo kích thước 72. Kích thước 72 nhân 33 thôi nhé.
Lên mã số 10, con này các bác nào quan tâm thì alo cho em. Tiếp theo em xin giới thiệu với bác một chiếc đồng hồ Seiko nữa nhé. Một chiếc đồng hồ Seiko xuất xứ từ Pháp các bạn. Thùng thì khá đẹp này. Đặc biệt bên trên đỉnh người ta thiết kế những cái họa tiết chùm nho này các bạn này. Đấy, ở trên là một chiếc màu các bạn nhé. Phía dưới đây thùng đây. Kính dưới là kính tráng thủy các bạn. Kính tráng thủy đúc coi nhá. Kính tráng thủy đúc, người ta đúc xong người ta sẽ tráng thủy một lớp bên trong đây. Đấy, rất là đẹp. Đấy, kính trên kính phẳng. Thùng đây. Mặt đây nhá, mặt khá là xuất sắc này. Quả lắc đẹp. Logo thương hiệu Seiko bắn trong thùng. Côn là chơi côn 8 thanh côn đồng coi nhá, 8 thanh côn đồng. Máy đây, đời máy đồng coi này. Con này thì được các anh thợ anh mua về lâng lên những chiếc đồng hồ Odo ấy nhá, những chiếc đồng hồ Odo. Odo 10. Đấy. Rất là đẹp. Máy đẹp con này. Ok. Kích thước 59 x 46 quá nhá. Con này con mã số 11, cái này giao lưu cho bác 4,5 triệu quá nhá. 4,5 triệu chứ đồng hồ Seiko máy đồng các bác. Vâng, cái sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay em muốn giao lưu đến các bác đó là một chiếc đồng hồ Seiko Han mặt số lỗi các bác nhá. Mặt số lỗi chrome, chân cài. À, kim chrome các bác nhá. Kính là kính rào đôi 4 6 7 mảnh các bác nhá, kính rào 7 mảnh các bác này, kính rào 7 mảnh. Những thanh nghẹp, thanh nghẹp chrome. Kính là kính mài các bác nhá. Đấy, rất là đẹp bên trong đây. Đấy, con này vẫn còn kính cả một cái thanh nẹp chrome này. Nó bị tuột ra thì khi các bác mua mình em sẽ gắn lại cho các bác nhé. Gắn lại cho các bác. Đây, vẫn còn nguyên đây các bác. Đấy, quả lắc đây. Quả lắc hình bản đồ thôi nhé. Đấy, rất là đẹp. Côn là của côn Hoa Thị này các bác này. Chơi với 8 anh côn thép nhé. Dòng này thì côn này, dòng này rất là hay. Máy đây, đời máy Di Dung Han có nhé. Di mũi tên. Đấy, đời máy cổ này. Ok. Mặt số lỗi của anh nhá, con Di mặt số lỗi đấy. Cái dòng này rất là hiếm đấy. 61x35. 61x35 nhá. Sản phẩm này có nào quan tâm thì alo cho em. Di Dung Han mặt số lỗi các bạn. Đấy, em sẽ giới thiệu qua cho bác một chiếc đồng hồ Verdes các bác nhá, một chiếc đồng hồ Verdes thùng kiểu dáng là thùng cánh bướm nhá, thùng cánh bướm. Mặt là mặt quay chảo các nhá, mặt thiết kế kiểu dáng mặt quay chảo. Kính dưới là kính tráng thủy này các bạn. Bên trên là một cái họa tiết đồng. Đấy. Mặt số là mặt số lỗi các bác nhá, mặt số lỗi. Vàng chanh và có chế độ ngắt chuông tự động con này. Con này thì đã lau dầu rồi. Đấy, đã lau dầu rồi thì các bác nào quan tâm thì có thể mua và bê em nó về luôn các bác này. Đây thùng zin nhá. Đấy, nếu các bác nào quan tâm mình liên hệ. Vâng, cái sản phẩm này cái sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay. Giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác.